Đây, hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để đưa cái ASTE này ra màn hình điện thoại này để mình đăng nhập cho nó dễ. Các bạn khỏi mất công vào Google. Rồi thì ở đây mình sẽ đăng nhập vào ASTE. Các bạn nhấp vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình cái danh mục tài chính nhé. Các bạn vào danh mục tài chính này. Các bạn có thể chọn trên này. Đây, danh mục tài chính. Hoặc các bạn có thể kéo xuống dưới này nè. Kéo xuống dưới này có cái phần các cái danh mục này. Đây, Financial Service này. Các bạn nhấp vào đây. Đó thì nó sẽ hiện ra các cái chiến dịch tài chính này. Thì cái chiến dịch tài chính là một trong những chiến dịch dễ có hồng nhất trong ASTE. Thì mình sẽ chạy những chiến dịch tài chính trước. Sau đó thì mình sẽ làm những chiến dịch thương mại điện tử hoặc là D2C nhé. Thì các bạn đăng ký giúp mình những chiến dịch này trước này. Đây các bạn kéo xuống nhé. Các bạn kéo xuống cho mình này. Kéo xuống. Đầu tiên các bạn sẽ đăng ký cho mình chiến dịch Snap Android này. Snap Android nhé. Đây nhé. Snap Android thì nó sẽ dành cho hai hệ điều hành Android và hệ điều hành iOS nhé. Đây, hai hệ điều hành nhé. Nếu mà tài khoản các bạn mới thì nó sẽ không có chữ tạo link này đâu. Nó sẽ có cái nút đăng ký nhé. Đây, có cái nút đăng ký như vậy này. Có nút đăng ký như vậy này. Sau khi các bạn nhấp vào cái nút đăng ký thì nó mới hiện ra chữ tạo link nhé. Nên các bạn để ý nhé. Đó, sau khi đăng ký thì nó mới xuất hiện tạo link. Thì đối với cái Snap FE này thì mình đã đăng ký rồi nên nó xuất hiện cái chữ tạo link rồi. Bạn nào mà chưa đăng ký thì nhấn vào đăng ký đã nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cái chữ tạo link này. Những chiến dịch tài chính thì mình tạo link rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chữ tạo link rút gọn này, sau đó nhấn vào tạo link là được. Hoặc là các bạn có thể nhấn vào cái phần thông tin thêm này. Đây, thông tin thêm này. Các bạn có thể ghi thông tin thêm, ví dụ các bạn chạy chiến dịch này ở trên Facebook thì các bạn ghi nguồn chiến dịch là Facebook. Vân vân, ở đây mình không ghi cũng được. Sau khi các bạn nhấn vào tạo link rút gọn này, đây, đây có cái nút tạo link rút gọn nhá, đây nhá. Các bạn nhấp vào đây, sau đó các bạn sẽ nhấn tạo link này. Sau đó các bạn nhấn tạo link nhá, đây. Rồi đã tạo link thành công này. Thì ở đây nó sẽ có hai cái link. Link ở trên là cái link rút gọn và link ở dưới là link dài. Thì các bạn sẽ lấy cái link rút gọn nhá. Các bạn nhấn vào chữ copy ở đây này, copy này. Các bạn nhấn vào đây cho mình. Các bạn nhấn vào copy nhé, hoặc ở đây nè. Hoặc ở đây nó chọn cho mình rồi thì mình sẽ nhấn vào chép này. Đó. Rồi các bạn để ý cho mình, đây là cái đường link của FE Android nhé. Các bạn quay trở về này, các bạn xem đúng cái đường link của nó nhé. Đây, cái đầu tiên này là FE dành cho Android nhé. Đây này, các bạn thấy không? FE dành cho Android này. Đây này. Rồi sau khi tạo link xong thì các bạn sẽ về Zalo nhé. Các bạn về Zalo cho mình này. Các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm này, các bạn gõ cho mình chữ truyền file nhé. Truyền file này. Truyền file nhá, đây nhá, truyền file nhá. Zalo nào cũng có hết á. Đây, các bạn nhấp vào đây. Rồi thì khi vào đây thì các bạn sẽ gửi tin nhắn này. Các bạn ghi cho mình là FE Android nhá. Android này. Đó, FE Android, sau đó các bạn sẽ nhấn giữ này, nhấn giữ này. Sau đó các bạn dán. Các bạn dán cái đường link các bạn vừa copy hồi nãy vào đây. Đó. Thì đây là cái đường link của FE Android nhá, sau đó các bạn sẽ nhấn đi này. Các bạn nhấn gửi này. Đó. Đó thì đây là cái đường link rút gọn của FE Android này. Rồi cái truyền file này có nghĩa là các bạn sẽ tự lưu lại cái link của mình đó. Mình tự gửi cho mình nhá. Đó, truyền file là mình tự gửi link cho mình. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tạo link của chiến dịch khác nhá. Hồi nãy là FE của Android rồi thì bây giờ mình sẽ chọn FE của iOS nhá. Các bạn làm tương tự, các bạn sẽ nhấn vào tạo link này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào tạo link rút gọn này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào tạo link này. Sau đó các bạn sẽ nhấn copy này. Các bạn nhấn vào copy ở đây này. Copy nha. Rồi sau đó các bạn sẽ về Zalo này. Các bạn dán vào đây cho mình. À, các bạn ghi cho mình là FE US nha. Các bạn nhấn giữ tay vào nha. Các bạn để ngón tay vào nhấn giữ nha. Sau đó nó xuất hiện cái chữ dán này. Các bạn nhấn đây. Sau đó các bạn gửi đi. Thì đây là cái link FE của cái dòng điện thoại iOS nhá. Rồi sau đó các bạn sẽ về lại ASTE này. Các bạn nhấn trở về này. Các bạn nhấn trở về cho mình nhá. Đây. Rồi hồi nãy là mình vừa đăng ký hai chiến dịch rồi. Tiếp theo này. Tiếp theo các bạn sẽ đăng ký chiến dịch MoneyTap cho mình nhá. MoneyTap này. Đây nhá. Các bạn làm tương tự nhá.
Thì những cái chiến dịch này nó bắt buộc mình là phải tải ứng dụng về. Đây, những cái chiến dịch nào mà có cái chữ Android á, hoặc là iOS này. Đây, Android hoặc iOS thì có nghĩa là những chiến dịch đó là bắt buộc mình phải tải app về nhá. Khi mà các bạn gửi link cho khách thì các bạn cũng phải gửi cái link này chứ các bạn không thể nào mà đăng ký dùng khách được nhá. Rồi mình sẽ nhấn vào tạo link này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào chữ tạo link rút gọn này. Đây, sau đó các bạn nhấn vào tạo link. Rồi các bạn sẽ copy cái link này, copy nhá. Nhấn vào cái chữ copy này. Đó. Sau đó các bạn về Zalo. Các bạn dán qua. Đây là chiến dịch MoneyTap đúng không? Các bạn phải ghi đúng chiến dịch nhá, MoneyTap này. Các bạn ghi đúng chiến dịch nhá. Tránh trường hợp mình gửi nhầm link cho khách á, MoneyTap này. Đó, các bạn kết ra, các bạn nhấn giữ ngón tay, sau đó các bạn nhấn dán này. Đó. Đó, vậy là mình đã tạo ba cái đường link của ba chiến dịch rồi nhá. Các bạn chạy chiến dịch nào thì các bạn nên tạo link rút gọn của chiến dịch đó, sau đó các bạn sẽ lưu vào Zalo một lần luôn nhá. Để sau này khỏi mất công mình vào AssetTrade mình tạo link nhiều lần đó. Tại vì cái link này thì mình chỉ cần rút gọn một lần thôi, sau đó mình có thể sử dụng mãi mãi. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà các bạn gửi cái đường link này cho khách mà nó bị lỗi thì các bạn hãy tạo lại cho mình. Các bạn nhấn tạo link rút gọn lại cho mình giống như cách làm hồi nãy á. Các bạn nên lưu link lại ở trên Zalo nhé, không nên lưu ở trên Facebook. Tại vì có một số chiến dịch thì Facebook sẽ không cho phép các bạn gửi vào tin nhắn Facebook nhé. Nên các bạn gửi tin nhắn vào Zalo đi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào lại AssetTrade nhé. Các bạn nhấn trở về này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Các bạn sẽ tạo cho mình link MBBank dành cho Android và link MBBank dành cho iOS nhé. Đây. Các bạn nhấn vào chữ tạo link cho mình này. Rồi các bạn nhấn vào tôi đồng ý với quy định trên này. Rồi tiếp theo các bạn làm tương tự nhé. Các bạn nhấn tạo link này. Đó, copy. Copy cái link này. Các bạn để ý là đây là cái link dành cho điện thoại Android nhé. Nên các bạn phải lưu ý để sau này các bạn gửi đúng cái đường link cho khách. Ví dụ như khách xài điện thoại iPhone mà mình gửi cái link này sẽ không được đâu. Khách xài iPhone thì mình phải lấy cái link dành cho iOS nhé. Sau đó các bạn sẽ về Zalo. Các bạn ghi là MBBank Android nhé. Sau đó các bạn sẽ dán cái đường link vừa nãy copy vào đây. Tiếp theo là MBBank dành cho iOS. Đây nhé, tạo link này. Tôi đồng ý này. Nhấn vào tạo link rút gọn này. Rồi sau đó các bạn sẽ copy này. Copy nhé. Sau đó về lại Zalo. Các bạn ghi cho mình là MBBank nhé. MBBank iOS này. Rồi dán cái đường link vừa copy vào đây. Đối với cái MBBank này thì hoa hồng các bạn sẽ nhận được là 60 ngàn. Sau khi khách tải ứng dụng về và đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ nhận được 60 ngàn nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ vào lại AssetTrade này. Tiếp theo các bạn sẽ kéo tới cái phần là xem thêm này. Thì nó sẽ hiện ra các chiến dịch dưới này nữa. Đây ManyCard này. ManyCard các bạn cũng tạo link cho mình nhé. Đây, nhấn vào tạo link này. Copy. Sau đó về Zalo. Các bạn ghi là ManyCard. ManyCard này. Đó, lưu lại nhé. Tiếp theo là. Tiếp theo các bạn sẽ đăng ký cho mình chiến dịch là chiến dịch Avay nhé. Đây, các bạn nhấn vào tạo link Avay này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào tạo link này. Copy. Avay. Sau này mà có khách hàng á, thì các bạn chỉ cần copy link rồi gửi cho người ta là được. Các bạn không cần vào lại AssetTrade nữa. Đối với chiến dịch Avay á, thì yêu cầu là phải SIM chính chủ, SIM Viettel chính chủ trên 6 tháng nhé. Các bạn lưu ý nhé, chỉ những SIM Viettel thì mới vay được Avay thôi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ về lại AssetTrade nè. Các bạn kéo xuống cho mình nhé.
Các bạn sẽ tạo cho mình link của Dr. Đồng này. Link Dr. Đồng nhé. Các bạn nhấn vào tạo link nào. Rồi các bạn làm tương tự nhé. Tạo link rút gọn này. Đây. Thì đây là những chiến dịch mà các bạn nên chạy trước nhé. Đó, dán qua. Thì trong ACG còn nhiều chiến dịch nữa, tuy nhiên là các bạn nên chạy những chiến dịch này trước nha. Tại vì những chiến dịch này thì dễ tạo ra hồng và dễ tạo ra chuyển đổi phát sinh. Đó, lần sau mà các bạn muốn kiếm đường link á, các bạn muốn lấy link gửi cho khách á, thì các bạn chỉ cần vào truyền file là được. Các bạn gõ truyền file này. Truyền file nhé. Truyền file. Đây. Đó, thì các bạn sẽ lấy link gửi cho khách nhé. Các bạn chỉ cần copy này. Copy link này, sau đó gửi cho khách là được. Các bạn nhấn giữ này, nhấn giữ sau đó nó hiện lên chữ copy, và nhấn copy gửi cho khách hàng đó. Rồi thì trong video này mình vừa hướng dẫn các bạn cách để mình có thể lưu nhiều link khác nhau của nhiều chiến dịch trong SSJ. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo ra hoa hồng đầu tiên với SSJ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.